Thưa quý vị, các nhà chức trách ở thành phố Pondicherry phía nam của Ấn Độ đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp cho người dân có thể đối phó với tình trạng nắng nóng. Các tấm lưới đã được Sở Công trình Công cộng lắp đặt tại các điểm chờ đèn tín hiệu giao thông nhằm giúp cho người dân tránh phải chờ đợi dưới nắng nóng liên tục. Thời gian đứng chờ đèn giao thông ở đây thường là vào khoảng 2 phút. Người dân cho biết là họ khá hài lòng với việc có thể thư giãn dưới bóng râm trong vài phút khi đứng trước đèn giao thông. Hầu hết các khu vực ở Ấn Độ đang phải chịu nắng nóng và nhiệt độ cao. Cơ quan thời tiết đã dự báo là những ngày nắng nóng bất thường xảy ra ở Ấn Độ sẽ xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6. Vâng, nắng nóng và tình trạng khô hạn kéo dài tại Ấn Độ đang khiến cho người dân tại đây phải vật lộn để tìm kiếm nguồn nước cho sinh hoạt và làm nông nghiệp. Những cánh đồng khô hạn, các giếng nước đã cạn trơ đáy. Đây là hình ảnh chung tại nhiều vùng nông thôn ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ những ngày này. Trong khi nắng nóng mới chỉ bắt đầu từ mùa hè này, thì theo người dân địa phương, tình trạng hạn hán đã xảy ra ở đây suốt một thời gian dài. Đã 3 năm rồi khu vực này không có mưa, nên chúng tôi bị thiếu nước uống và phục vụ cho trồng trọt. Có các xe chở nước cứ nửa tháng đến một lần, nhưng vẫn không đủ. Hạn hán khiến người dân buộc phải dựa hoàn toàn vào nguồn nước từ các xe bồn vận chuyển nước từ những nơi khác tới. Tuy nhiên, lượng nước là có hạn, và giá cả cũng không rẻ chút nào. Bình thường chúng tôi phải tiết kiệm dùng 1 chậu nước để vừa tắm vừa giặt, nước ăn cũng rất đắt. Những năm gần đây, Ấn Độ thường xuyên phải hứng chịu các đợt nắng nóng bất thường và hạn hán kéo dài. Điều này càng tạo áp lực lớn hơn lên hệ thống cung cấp nước ở những vùng khô hạn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo, Ấn Độ sẽ còn có thêm nhiều ngày nắng nóng trong vòng 2 tháng tới, thời điểm thường có gió mùa giúp nhiệt độ hạ bớt. Đợt mưa lũ kéo dài trong một tuần tại bang Rio Grande do Sul, Brazil đã khiến cho ít nhất là 78 người thiệt mạng. Mưa bão đã làm ảnh hưởng đến 281 thành phố, khiến cho nước sông tràn bờ và thủ phủ bang Rio Grande do Sul đã gần như ngập trong nước. Bão gây lở đất và làm vỡ đập tại một nhà máy thủy điện. Ngoài thiệt hại về người thì mưa và hiện tượng lở bùn kéo theo sau đó còn khiến cho hơn 100.000 người phải đi sơ tán. Ít nhất là 356.000 người phải chịu cảnh mất điện, 1 triệu người không được tiếp cận với nước sạch. Và nhiều người mất tích. Nhà chức trách đang nỗ lực giải cứu các khu dân cư bị ngập nước. Giới chuyên gia nhận định là mưa bão nghiêm trọng là hậu quả kết hợp của tình trạng nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino. Lực lượng cứu hộ Brazil đang nỗ lực giải cứu người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ và lở đất nghiêm trọng ở miền nam nước này. Thảm họa khí hậu lớn nhất từ trước đến nay tại đây đã khiến cho ít nhất là 78 người thiệt mạng và 115.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày đã khiến cho nhiều thành phố thuộc bang Rio Grande do Sul đã chìm trong nước lũ. Theo chính quyền địa phương, thì con số thương vong vẫn có thể tăng do hiện là có ít nhất 105 người được báo cáo mất tích trong ngày hôm qua. Tổng thống Brazil Lula da Silva ngày hôm qua cũng đã đến bang Rio Grande do Sul để nhằm thảo luận với giới chức địa phương về các nỗ lực cứu hộ và tái thiết. Một chiến lịch giải cứu quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ, lính cứu hỏa và các tình nguyện viên.